với lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Chính vì vậy, đội tuyển judo Bình Dương đã đăng ký tham gia tranh tài tại giải vô địch judo quốc gia năm 2023 với 17 vận động viên, trong đó có 16 vận động viên tuyến tỉnh và 1 vận động viên được bổ sung từ tuyến trẻ, tranh tài ở 16 hạng cân đối kháng, từ hạng cân 45kg đến trên 100kg và 1 nội dung quyền. Do đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm, nên thầy và trò tuyển judo Bình Dương đã có một thời gian dài chuẩn bị. Từ ngay sau khi kết thúc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, đáng chú ý, trước khi giải du lịch quốc gia diễn ra, các võ sĩ tuyển judo Bình Dương đã có chuyến tập huấn rất quan trọng tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Qua chuyến tập huấn nhằm đánh giá, điều chỉnh, bổ sung kỹ chiến thuật cho các vận động viên trước khi bước vào giải đấu quan trọng nhất trong năm. Để chuẩn bị cho cái giải vô địch đăng cai tại tỉnh nhà mình, thì vừa qua được sự đồng ý của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh, bộ môn cũng đã có kế hoạch tập huấn 1 tháng tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Hiện nay các em đã quay trở lại tập tại đơn vị nhà, chuẩn bị ráo riết cho tới cái ngày cuối cùng vào giải. Trong khoảng thời gian 1 tháng bọn em tập huấn thì bọn em đã cố gắng rất nhiều, bỏ cả mồ hôi, công sức, máu, nước mắt có hết để tại vì đợt đấy là em cũng phải ép cân cũng khá là nhiều ấy nên cũng khá là mệt mỏi vừa về tinh thần thể xác, nhưng mà em sẽ cố gắng hết mình để cống hiến cho thể thao tỉnh mình ạ. Em cùng toàn đội tuyển judo tuyển Bình Dương đã có những sự chuẩn bị rất kỹ càng cho giải vô địch sắp tới này. Chúng em đã có 1 tháng tập huấn ở trên Trung tâm Dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh với những bài tập thể lực rất quan trọng bổ sung thêm cho chúng em trong giải sắp tới, cũng như là nâng cao thêm về chiến thuật, thể lực cũng như là tâm lý chiến cho các vận động viên. Tuy không được đánh giá là đội tuyển mạnh, nhưng trong những năm qua, tuyển judo Bình Dương luôn có những võ sĩ đẳng cấp thi đấu thành công tại đấu trường trong và ngoài nước như Nguyễn Tấn Công, Đồng Thị Thu Hiền. Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, judo Bình Dương đã giành được 1 huy chương vàng cá nhân của võ sĩ Nguyễn Tấn Công, 1 huy chương bạc đồng đội nam và 5 huy chương đồng. Tiếp nối những thành tích đã đạt được trong năm 2022, tại giải vô địch cúp các câu lạc bộ judo toàn quốc năm 2023, vào cuối tháng 3, các võ sĩ tuyển judo Bình Dương đã thi đấu xuất sắc khi giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Phát huy những thành tích đã đạt được, cùng với đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cộng với lợi thế là đội tuyển chủ nhà, thầy và trò tuyển judo Bình Dương đang rất quyết tâm đặt ra mục tiêu cao để có thể khẳng định mình. Hệ thống thi đấu giải quốc gia, giải du lịch là giải lớn nhất trong năm, và mục tiêu lớn nhất của các đơn vị, các tỉnh thành bạn là ai cũng đặt mục tiêu lớn nhất cho cái giải này, và cũng không ngoài cái mục tiêu của các đơn vị bạn mình thì cũng là quyết tâm cao nhất, những cái nòng cốt mạnh nhất để mà quyết tâm lấy được thành tích cao nhất trong khả năng của bản thân của vận động viên đấy. Tuy nhiên trong đội có một số nhân tố đặc biệt để mình hướng vào cái thành tích chung là đăng ký cho tỉnh nhà cố gắng cao nhất có thể. Tuy nhiên là theo khả năng của mình đánh giá thì một bộ huy chương là có thể hoàn thành được. Mục tiêu của em là được huy chương vàng ạ. Em đã cố gắng tập luyện rất là nhiều ạ, trải qua nhiều sự khó khăn ạ, để vươn tới huy chương vàng. Tiêu của em cùng toàn đội là lấy được thành tích cao nhất đem về cho Bình Dương, bởi vì đây là một giải cực kỳ quan trọng và chúng em cũng đã dành thời gian để đi tập huấn cũng như chuẩn bị rất là kỹ càng. Cho nên là em với đội sẽ đặt mục tiêu là lấy huy chương cao nhất trong giải sắp tới. Với sự khổ luyện của cả thầy và trò, tin rằng môn võ judo đạo của Bình Dương sẽ tỏa sáng và giành được thành tích cao tại giải du lịch quốc gia năm 2023. Từ đó góp phần nâng cao vị thế judo Bình Dương nói riêng và thể thao Bình Dương nói chung.